Chim à? Giờ bẫy được không? Giờ này có bẫy được không? Nó phải đi mua rồi. Tay làm sao rồi? Tay dài. Tay to kìa. Ừ. Chiều qua rồi không làm thế nào. Lộp vai xe kìa. Qua lăm lon đi đầu. Lộp. Xương sầu lắm nhưng tưởng. Chưa có giấy đau chân. Cái ASEAN kia nó cứ cột. ASEAN à? Cái 120. Loại đấy đi gì? Ăn chơi kìa. Giờ của nó chỉ tầm mua đôi 669. Thì Việt Nam sản xuất VAD đẹp. Ăn chơi đấy. Cái đào ngày xưa em mua đôi 100.2 triệu. Không mua hàng đều. Từ đấy giờ em chả mua gì. Cái hàng đôi tương tương. Đôi tương tương đi sướng chân nha. Chứ nó bỏ chân à? Bỏ cực. Bỏ cho mình buộc dây. Không, kể cả là dây chỗ này nó nặng nha, nhưng mà hai cái này này bỏ khít rồi. Dây xịn mà thế. Ha. Xịn. Nhiều tiền thế mà. Gần triệu bạc ít đồng. Có đôi 900 mà đôi 850. Ăn chơi đấy. Bác thì đang chơi đấy. Em giờ toàn 600-700 rồi. Vừa rồi đôi vừa rồi đi đang đi rồi cũng 700-500. Rồi giờ Việt Nam mình sản xuất được nhiều. Dây tàu nhiều rồi. Rẻ mà. Em muốn thấy thì hôm nọ là cháu nó về thì quên rồi đéo bảo. Mm-hmm.